Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả, viên thái cực, quyển 2, chương 26, mở mộ trôi. Lỗ thiên liễu lại một lần nữa phải từ biệt ánh sáng dương gian, chìm nghiễm trong làn nước đen ngòm. Nhưng lần này đã khác với lần trước, cô vẫn nhìn thấy một chút ánh sáng đó là ánh sáng phát ra từ quả cầu lửa vừa bắn xuống ban nãy. Đây chính là điểm khác thường của bột đá hỏa tinh Nam Cương, gặp nước không tắt, đến khi bột đá cháy hết mới thôi. Trong Nam Du Thú Lục đời Minh có viết, phương Nam có ngọn núi vô danh sinh ra loại đá lửa kỳ lạ, khi cháy khó dập, gặp nước vẫn cháy. Nhưng chỉ một lát sau, lỗ thiên liễu đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, những sợi tơ hồng đã quấn kín mít cả mặt cô ánh sáng từ quả cầu lửa khiến những đốm sao trở nên mờ nhạt loài thú trông như khỉ kia vẫn đứng yên bất động kết thành đám lớn giật dờ trong nước chớp chớp đôi mắt nhìn lỗ thiên liễu đang biến thành một búi tơ hồng trông chúng giống như những người hầu cung kính đứng chầu trực bên lề buổi tiệc sẵn sàng lắng nghe sự sai bảo của chủ nhân từ đầu lá trên các sợi tơ hồng mọc ra những lông gai rất mảnh uốn éo chui vào bên trong da thịt của lỗ thiên liễu những chỗ có quần áo còn đỡ còn những phần da thịt hở ra phía ngoài đã bắt đầu đau buốt tựa kim châm thực ra chúng không cần xuyên vào toàn bộ cơ thể chỉ cần một mảng nhỏ là đã đủ giống tơ hồng này cả cuộc đời chỉ võn ven trong một khắc nếu may mắn bắt được sinh vật để hút máu tốc độ tất nhiên phải cực kỳ chóng vánh hơn nữa dây tơ hồng chỉ mọc trên mồ mã không có âm khí từ trong mộ chúng sẽ không thể tồn tại vì vậy mới nói rằng chúng là cánh tay của ma quỷ chúng có tư duy của ma quỷ chúng tiếp tục quấn chặt lấy lỗ thiên liễu muốn mở thêm nhiều lỗ hút máu hơn nữa hai sợi tơ hồng luồn qua khoảng trống giữa hai vạt áo mỏng manh của lỗ thiên liễu chui vào trước ngực cô đột nhiên chúng dừng lại không chỉ hai sợi tơ hồng này mà tất cả chúng đều dừng cả lại sau đó những lông gai mọc ra từ đầu lá vội vã rút khỏi da thịt lỗ thiên liễu rụt cả vào trong lá không biết hai sợi tơ hồng kia đã đụng phải thứ gì hay phát hiện ra thứ gì ở trước ngực cô nhưng có thể khẳng định rằng thứ đó đã khiến chúng sợ hãi kỳ thật rất khó biết được là sợi tơ hồng đang sợ hãi hay hồn ma trong mộ sợ hãi chẳng phải chúng là cánh tay của hồn ma có suy nghĩ của hồn ma hay sao đích thực là như vậy một loài thực vật chỉ tồn tại trong khoảnh khắc vậy chúng hút máu tươi của sinh vật để làm gì không nằm ngoài hai khả năng một là trong ngôi mộ mà nó mọc lên có loài ma quỷ khát máu hai là do khí âm hàng tỏa ra từ ngôi mộ quá nặng nề thôi thúc dây tơ hồng phải đi tìm máu nóng để kéo dài sinh mệnh vốn dĩ đã cực kỳ ngắn ngủi lúc này có một người đang bừng bừng phẫn nộ như phát cuồng dưới làn nước xanh đen người đó chính là quan ngũ lan bên miệng anh ta là hai bong bóng khí trắng đến loa mắt hệt như ác quỷ hiện hồn tay muối tích cây phát đau chặt chém điên cuồng vào đám dây rợ hỗn độn nhưng kỳ thực không cần anh ta phải chặt chém cuộc đời ngắn ngủi của tơ hồng cũng đã đến hồi tận số cành lá đang nhanh chóng co rút quằn hoại và khô úa thân nhánh cũng trở nên giòn yếu tất cả những sợi tơ quấn trên người lỗ thiên liễu đều đã buông lỏng lỗ thiên liễu chỉ cần lắc nhẹ tứ chi đã dễ dàng thoát được ra ngoài nhưng kỳ lạ hơn nữa là những con thú trông như khỉ kia vẫn không hề phản ứng, chỉ dương mắt nhìn gã trai dũng mãnh vùng đau chặt chém đám tơ hồng, duy có ánh mắt vẫn không ngừng hấp hấy một thứ ánh sáng rờn rợn rất đáng sợ. Lỗ thiên liễu vừa vùng ra khỏi mớ bồng bông, lập tức kéo ngũ lan bơi nhanh về phía cánh cửa hình trăng khuyết. Cô đã biết những con quái vật hình thù như khỉ kia là giống gì. Khi còn ở trên núi Long Hổ, cô đã từng nghe các lão đạo sĩ kể qua vì vậy cô không muốn rơi vào cõi chết thêm một lần nữa lỗ thiên liễu vừa thoát khỏi đám tơ hồng đám quái vật hình khỉ cũng lập tức chuyển động một số lao vọt lên trên một số lẫn vào bóng tối một số chìm xuống đáy nước chúng biến mất một cách vô cùng lặng lẽ chỉ thấp thoáng thấy được quỹ đạo của chúng dưới ánh phản chiếu của quả cầu lửa chúng xuất hiện trở lại cũng lặng lẽ không một tiếng động lỗ thiên liễu và quan ngũ lan một lần nữa bị bao vây Lúc này quả cầu lửa đã tắt, vì vậy mọi đồng tĩnh đều chỉ trông vào ba giác dị thường của lỗ thiên liễu. Mặc dù quan ngũ lan không có ba giác dị thường, nhưng cũng chỉ một lát sau, anh đã phát hiện mình đang bị bủa vây bởi vô số đốm sao trùng trùng, không còn một kẻ hở để thoát thân. Quan ngũ lan đến đây bằng cách nào? Vốn dĩ anh ta vẫn đứng bên miệng chiến công nghiệp hóa chừng đầu dây thần cho lỗ thiên liễu. Đột nhiên từ trong giếng bọt nước phun lên trong rất dị thương đầu dây thần cũng bị lôi kéo lúc chặt lúc lỏng ngũ lan gan như lửa đốt mấy lần định nhào xuống giếng nhưng lại thôi chuyện mà lỗ thiên liễu đã quyết định anh tuyệt đối không dám làm trái bỗng dưng tiếng vọng trầm ngâm không biết từ nơi nào vẳng lại dưới chân ngũ lan rung rinh chao đảo anh phải đưa tay bám lên cây cột góc phòng tay kia tì lấy chui đau mới có thể giữ vững được cơ thể nhưng sau một chốc rối loạn ngũ lan chợt phát hiện đầu dây thần cán đau đã biến mất thì ra trong lúc chống đau để giữ thăng bằng, anh ta đã vô tình bấm phải nút cơ quan, khiến đoạn cuối của cây đao như ý tam phân nhẫn rời ra và xoay ngang, đầu thừng đã tuột ra khỏi chui đao rơi xuống lòng giếng. Ngũ Lan vô cùng hoảng hốt và luống cuốn, không biết phải làm thế nào, đành phải cầu cứu ông Lục đang đứng ở bên ngoài. Ông Lục vốn đang đứng trước chậu cảnh bên ngoài thư hiên, lúc này chợt ngã sụp xuống đất. Chậu cảnh có tạo hình vô cùng thi vị cũng đổ vỡ tan tành những mảnh vỡ của chậu tử sa bắn ra tung tóe ông lục mới rồi còn đứng ngẩng đầu quan sát xung quanh giờ đầu cuối gục ngồi rủ trên nền đất bất động ý nghĩ đầu tiên chạy qua đầu ngũ lan là ông lục ông già gầy gò xương xẩu thương tích khắp người kia đã chết mất rồi cũng phải ông lục tuổi tác đã cao lại thương tích nặng nề đến khắp người nát bấy trên lưng và chân còn xuyên sâu những ngọn thép nhọn hoắt máu không ngừng chảy xuôi theo cuốn thép chìa ra còn mảnh da nào lành lặn cũng bị lửa thiêu phòng rộp, những nốt phòng trải qua vài cơn kịch chiến đều đã vỡ toạt. Từng đám da lớn bết bát bong tróc, chỗ dày chỗ mỏng, chỗ trắng chỗ đen. Những chỗ trợt da trở nên trắng bệt, gần như nhìn thấu lớp thịt bên trong. Phải chịu đựng nổi dày vò như vậy, cho dù ông chưa chết hẳn, cũng đã thành ma đến bảy tám phần. Ngũ Lan lặng lẽ tiến đến sau lưng ông Lục. Khi chỉ còn cách ông Lục gần một bước chân, anh đưa tay kéo lấy vai ông. Đúng lúc đó, cái đầu đang cúi gục của ông lục bỗng ngẩn phất lên. Ngũ lan giật bắn mình, cứ ngỡ là xác chết hoàn hồn. Ông lục vẫn chưa chết. Ông từ từ xoay người lại, trên mặt ông từng đường máu ngoằn ngoèo chạy xuống. Có lẽ là khi đổ xuống cùng chậu cảnh tử xa, ông lại đã bị thương. Đầu ông ngực ngưỡng liên hồi, không biết là do đau đớn hay đã sức tàn lực kiệt. Nhưng trên tay của ông vẫn nắm khư khư bàn độn giáp luôn mang theo mình. Ánh mắt ông Lục nhìn vào Ngũ Lan có phần đờ đẫn. Ngũ Lan cũng nhìn ông Lục không chớp mắt. Ông Lục muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể thốt lên lời. Ngũ Lan cũng không thể đọc được điều gì trong ánh mắt ông. Ông Lục đưa ngón giữa ấn mạnh lên trán mình. Ngũ Lan nghĩ thầm, chắc ông muốn nhờ mình băng bó giúp vết thương trên đầu chăn. Nhưng không phải, ông Lục đưa ngón tay quệt vào dòng máu đặt quánh trên trán, rồi biết chữ lên mặt đất ngũ lan có biết một vài chữ nhưng tự dạng phải thật ngay ngắn mới nhận ra nổi ông lục viết rất nắng nót ông rất hiểu ngũ lan vì phần lớn những chữ nghĩa ngũ lan biết đều do ông dạy hơn nữa ông lục còn viết chữ ngược tựa như muốn bày sẵn trước mặt ngũ lan để anh ta không cần xoay người lại cũng có thể đọc được ngay xuống giếng dẫn nó chạy chỉ có năm con chữ bằng máu tươi năm con chữ đầy khiếp sợ bất lực và hối thúc nghe tựa như một lời vĩnh biệt tại sao phải làm như vậy ngũ lan không biết và cũng không hỏi nhưng anh biết những con chữ kia đang yêu cầu anh phải làm gì thế là anh lập tức xoay người bước đi vừa đi vừa hoài tay ra sau móc từ trong sọt ra hai chiếc túi da màu trắng và một ống trúc hai đốt hai chiếc túi da màu trắng mỏng tanh chính là bàn quang lợn đã được gia công còn ống trúc hi đốt là một chiếc bơm đơn giản ngũ lan thao tác rất nhanh chóng khi bước đến bên miệng giếng bên miệng anh đã ngậm lấy hai túi bàn quang chứa đầy không khí. Đây là tuyệt chiêu dùng khi ngập lặn do một ngư phủ nổi tiếng ở Thái Hồ tên là Du Hữu Thích, biệt danh là rùa ga dạy cho. Phương pháp này có thể giúp thợ lặn lấy thêm được vài hơi dưới đáy nước, tương truyền phiên gian thử tưởng bình, một trong ngũ thử, là đới đau thị vệ của danh quan bao chữ nổi tiếng đời tống khi lặn ngục trong nước cũng sử dụng phương pháp này. Nhưng lỗ thiên liễu không thích dùng đến nó, điều này cũng dễ hiểu, một thiếu nữ ngậm bóng đái lợn trong miệng quả thực không được thanh tao cho lắm ngũ lan không cần buộc dây thừng anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bông bên ngoài tay cầm phát đao nhảy thẳng xuống giếng khi vừa rơi xuống nước làn nước giá buốt thấu xương đã khiến ngũ lan suýt nữa thì chết ngất nhưng gắn lặn sâu xuống cái lạnh đã không còn kịch liệt như trước nữa anh nhanh chóng quan sát xung quanh rồi bơi theo hướng có ánh sáng màu đỏ ông lục thấy ngũ lan nhảy xuống giếng khuôn mặt gắn gượng lộ ra một nét cười nghĩ thầm chỉ biết nghĩ tới con bé kia thôi chẳng thèm đếm xỉa gì tới lão già này cũng chẳng trách được nó hơn hai mươi năm về trước mình cũng đâu khác gì thằng ngốc này mà không mình còn bất chấp hơn cả nói ông không nghĩ ngợi lan mang nữa vẻ mặt lại trở nên hết sức nặng nề ông cúi đầu nhìn vào bằng độn giáp trong tay phương vị cũ tinh bác môn trên bàn độn giáp đã khác nhiều so với khi mới bước vào trong cổng. Chỉ trong một khoảng ngắn ngủi, phương vị đáng lẽ không thể thay đổi. Nhưng lúc này, khi ông va đầu vào chậu cảnh tử sa, máu đầm đìa chạy xuống đầu, đã nhỏ cả lên bàn đồn giáp, chảy thành một vết ngoan ngoèo. Với người thường, điều này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với một cao thủ phong thủy của phát thiết kim đoạn thạch như ông Lục, mọi chuyện lại khác. Vệt máu đỏ tươi đã biến kinh môn thành thương môn, lại cắt một đường xéo chia đôi hai con đường trên sao thiên vệ, để lại cục tướng hung tại thu đông. Ông lục nhẩm thầm một niệm một câu cầu khẩu quyết, thương môn khi dứt số ba ba, đuổi giết đòi nợ tìm vật mất. Sao thiên vệ đi hai đường chết, chỉ còn hung hiểm tại thu đông. Dòng máu tươi đã khiến cục tướng biến thành vận số này, xem ra lần này nắm xương già nua của ông sẽ phải tàn tạ cùng khu vườn ngựa long cách thật rồi không biết đây là kiếp nạn hay chính là số kiếp của ông. Thế là ông lê về phía trước mấy bước, sau đó bám vào một lan can bằng đá, cố gắng đứng lên, tiếp tục ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Cơn chấn động kịch liệt khi nãy đã khiến cảnh vật xung quanh biến dạng hoàn toàn. Đường hành lang đã bị vỡ nát một phần, mái ngói trên tường sạt lở, cây cối ngã nghiêng. Nhưng mọi thứ đã trở nên thoáng đảng hơn, với ông Lục đây lại là chuyện tốt. Thoáng đảng hơn sẽ dễ tìm kiếm hơn, ông đang muốn tìm kiếm một cây cột trụ, một cột trụ bằng long. Ngự long cách, bằng long cục, lại là huyết thống của hoàng gia. Bởi vậy, trong khu vườn này chắc chắn phải có một cây cột, một cây cột dùng để chống đỡ thiên địa trói giữ thần long. Nếu không, cả khu vườn đã sụp đổ từ lâu rồi. Dường như ông Lục đã tìm đúng hướng. Ông dứt khoát rời khỏi thư hiên, bước chân siêu vẹo men theo hành lang râu rồng tiến về phía trước. Ngũ Lan trút lấy một túi khí đang ngậm, nhét qua miệng lỗ thiên liễu, sau đó khu khoáng cây phát đau, hai chân đạp nước, lao vụt về đám sao dày đặc. Anh muốn mở ra một con đường thoát, cho dù không thành công, chí ít cũng có thể khiến lũ quái vật hình khỉ kia giãn ra chút ít, để lỗ thiên liễu có cơ hội thoát thân. Vậy lũ quái vật hình khỉ kia rốt cuộc là giống gì? Đó chính là quỷ nước, hay còn gọi là khỉ nước. Người Nhật Bản gọi chúng là Hà Đồng. Loài quái vật này khi ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm, tốc độ cực nhanh, nanh sắc vuốt nhọn, tay dài, mặt như bị hủi. Chúng thích dìm người xuống nước, lấy bùn đất nhét vào thất khiếu cho đến chết. Trừ phi gặp phải người bơi lội cực tốt đánh trả, chúng mới sử dụng đến móng vuốt và răng nanh. Trong cuốn sách cổ dị thú toàn ký thủy quái lục cũng có ghi chép về giống vật này. Nhưng loài thú này trên đời cực kỳ hiếm gặp, thi thoảng cũng chỉ nghe đồn thổi có một hai con thế mà ở đây lại có đến cả một đàn đông nghẹt trước đó lỗ thiên liễu đã nghe nói về loài quái vật này không chỉ từ một người từ nhỏ sinh sống trên vùng đất giang nam người già muốn cấm đoán trẻ nhỏ không được ra bờ sông nghịch ngợm thường mang loài quái vật này ra dọa về sau tại gác phù hải trên núi long hổ cô nhìn thấy một bức bích họa vẽ một con quái vật nấp dưới lá sen và lau sậy nhưng không biết là giống vật nào hà đạo trưởng trong gác phù hải nói với cô rằng giống quái vật này tên là khỉ nước, người ta thường gọi là quỷ nước. Ông còn dặn cô hãy ghi nhớ hình dạng của nó, không chừng về sau sẽ gặp phải, nhưng lại không chỉ cách ứng phó ra sao. Khi ở dưới nước, ngũ lan không thể xoay tròn cơ thể, sức cản của nước cũng khiến cho lực đạo của cây phát đau suy yếu rất nhiều. Cho dù là như vậy, nhưng ngũ lan vẫn đạt được mục đích thứ hai. Một đám đông quỷ nước dễ dàng túm được anh, súng xích thành một đám đẩy anh về phía vực nước đen ngòm. Chỉ còn lại bảy tám con quái vật vây quanh lỗ thiên liễu. Lỗ thiên liễu biết chắc mình không thể bơi nhanh hơn lũ quái quỷ này, vì vậy muốn thoát khỏi chúng, buộc phải sử dụng phương pháp khác. Cô ép sát hai chân hai tay vào nhau, khiến bản thân trông giống hệt một cây cột hình người không có sự sống, từ từ chìm thẳng xuống đáy sâu. Nhìn thấy vậy, lũ quái vật trợn ngược đôi mắt, có lẽ muốn biểu lộ sự ngạc nhiên. Chúng đều không lao đến, chỉ vây quanh xung quanh cô cùng chiếm xuống đáy càng chìm xuống sâu ba giác dị thường của lỗ thiên liễu càng trở nên nhạy bén sở dĩ cô chọn cách chìm xuống đáy nước cũng vì các giác quan đang mơ hồ cảm thấy ở phía dưới kia hình như có một điều gì đó đang vẫy gọi không phải là âm thanh không phải là hình bóng cũng không phải là một thứ kích thích nào dường như dưới đáy nước tĩnh mịch có một thứ gì đó đang trực tiếp truyền tín hiệu vào thẳng trong trí não của cô Lỗ thiên liễu không chìm xuống tận đáy. Cô đáp xuống một vật thể trông giống như gò đất. Mới đầu, lỗ thiên liễu còn giật bắn mình, ngỡ rằng mình đang đứng trên mai con rùa khổng lồ. Nhưng ngay lập tức cô đã chạm phải một cột thấp hình trụ nhô lên, khiến cô chắc chắn đây không phải là mai rùa. Vậy đây là thứ gì? Dây tơ hồng, khí âm hàng, vật thể hình gò, đỉnh có trụ tròn, tất cả những thứ đó đã vẽ ra một kết cấu trong trí não cô, một kết cấu ngầm dưới nước vô cùng hiếm có trong nhân gian một ngôi mộ. Dưới đáy nước sâu bóng tối càng đen đặc, ánh mắt của bọn quỷ nước đã tản ra xa, từ từ xoay vòng xung quanh lỗ thiên liễu. Nhưng lỗ thiên liễu không để tâm tới bọn quỷ nước. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc, mọi tạp niệm đều bay biến khỏi ý thức của cô. Cô nhả ra một chuỗi bọt khí, để cơ thể trầm xuống thêm chút nữa. Rồi từ từ ngồi thập xuống, đưa bàn tay tì xuống đỉnh mộ cảm giác dưới tay khi chạm vào đỉnh mộ rất quái lạ, xúc giác phi thường của Lỗ Thiên Liễu đã không thể nhận ra nó được làm từ chất liệu gì. Lực đẩy của nước khiến cơ thể Lỗ Thiên Liễu lại rời khỏi đỉnh mộ. Cô bèn xoay ngang người, hai tay gạt nhẹ về phía sau, đưa cơ thể trường về phía trước chết xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng bám vào cột trụ trên đỉnh mộ, cũng chính là nắp mộ. Vẫn không nhận ra là chất liệu gì, nhưng cảm giác cực kỳ âm hàn. Trên cột trụ có hoa văn Lỗ thiên liễu vừa chạm tay vào, đã phát hiện đây là mẫu hoa văn rồng bay trong mây. Trên mộ có hoa văn hình rồng, vậy người chôn trong mộ sẽ là ai? Trong lúc lỗ thiên liễu lướt bàn tay trên hoa văn rồng, cô đã cảm nhận được có luồng khí âm hàng tỏa ra từ đỉnh mộ. Xuyên qua lòng bàn tay của cô đi ngược lên trên, lên tới cánh tay, hai vai, hai má rồi sọc lên tận đỉnh đầu, cuối cùng lại hội tụ ở cung nê hoàng sao sau cung nê hoàng tức thượng đang diền là bộ phận đỉnh đầu của con người huyệt của nố là bách hội nhưng luồng khí âm hàng này khiến lỗ thiên liễu cảm thấy hết sức thư thái dễ chịu trong thoáng chốc cô cảm thấy cơ thể mình trong suốt tựa pha lê dường như mới được thanh lọc từ trong ra ngoài ba giác của cô càng trở nên nhạy bén gấp bội đây là điều đầu tiên cô có thể khẳng định sau khi luồng khí âm hàng nhập thể bởi vì đầu ngón tay giữa trên bàn tay trái của cô đã lần ra được một dòng chữ chạy dọc rất mờ, rất nông từ trong đám hoa văn rồng mây, tục tăng ứng văn chi mộ sao. Cô lần đi lần lại dòng chữ này đến ba bốn lần, không phải để tìm hiểu xem tục tăng ứng văn là ai, mà vì sáu chữ đó đã đem lại cho xúc giác siêu việt của cô những phản ứng rất khác lạ. Trong sáu chữ này, chữ ứng hơi nhô cao lên một chút, độ chênh lệch rất vi tế này, ngay cả những người mù sờ soạn cả đời chưa chắc đã phát hiện ra nhưng lỗ thiên liễu lại có thể hơn nữa cô cũng chỉ vừa mới có được khả năng này sao có nghĩa là mộ của nhà sư tầm thường ứng văn ngón tay của lỗ thiên liễu dừng lại trên chữ ứng dừng lại một cách vô thức ngón tay của cô đã ấn xuống dường như cũng là ấn xuống một cách vô thức Tất cả diễn ra hết sức tự nhiên, tựa như tơ liễu gió đưa vô tình phất qua tấm bi mộ nằm ngay bên cạnh. Nắp mộ hình tròn bỗng trượt ra lặng lẽ, lộ ra một hộp ngọc loan lỗ những vết hoen cổ kính, lan tỏa lớp hào quang mờ ảo. Ánh sáng rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để Lỗ Thiên Liễu nhìn thấy một hoa văn hình ngọn lửa chạm trên nắp hộp. Vừa nhìn thấy hộp ngọc, Lỗ Thiên Liễu lập tức có một cảm giác rất thân quen, không chút đắn đo cô lập tức đưa tay nhất hộp ngọc ra khỏi nắp mộ cũng không hiểu tại sao từ khi lỗ thiên liễu đặt chân lên đỉnh ngôi mộ cô chẳng khác gì một kẻ ngốc chẳng hiểu gì về khảm tử không còn đếm xỉa gì đến những quy tắc và cấm kỵ của khảm tử gia nữa mọi hành động của cô đều đường đột gấp gáp nhưng thần thái vẫn hết sức bình thản tự tin không có bất kỳ sự cố nào xảy ra cảm giác của lỗ thiên liễu đã hoàn toàn chính xác dưới đây dù âm khí lan tràn nhưng không hề ô uế dơ bẩn, cũng chưa từng dính chút máu tanh. Xem ra cho tới tận hôm nay, đám tơ hồng trên ngôi mộ vẫn chưa một lần được hút máu sinh vật sống. Lỗ thiên liễu đưa hộp ngọc luồn qua khe hở giữa hai bạc áo đối nhau, đưa vào nơi mà vừa nãy đã khiến đám tơ hồng phải khiếp sợ trục về, đặt sát vào da thịt. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ hộp ngọc cũng giống như cảm giác khi chạm vào nắp mộ lúc nãy, khiến cô vô cùng thư thái dễ chịu mấy con quỷ nước còn lại đã bắt đầu hành động, chúng cũng khép chặt vòng vây bao kính quanh mộ. Lỗ thiên liễu lập tức cảm nhận được sự di chuyển của chúng, nhưng cô lại không có cách nào để đối phó. Cô chỉ có ba giác mẫn cảm dị thường, nhưng hành động lại không đủ tốc độ. Cô chỉ biết nắm chặt lấy trụ tròn trên đỉnh mộ, yên lặng cảm nhận hành động của lũ quỷ, để sẵn sàng dốc toàn lực đưa ra cú dằn co cuối cùng. Lũ quỷ nước không lao về phía lỗ thiên liễu. Đầu tiên, chúng từ các hướng lao đến tụ tập ở bên dưới ngôi mộ, sau đó lại ngược trở lê vị trí song song với ngôi mộ, rồi bơi vòng vòng theo một hướng. Chúng bơi xuống ngôi mộ là để lấy lên những thứ dài dài, phát ra những tiếng len ken của kim loại, trống rất giống sợi xích. Chắc hẳn thứ đó rất nặng nề, từ âm thanh khi chúng được kéo lên và sự di chuyển của lũ quỷ nước, lỗ thiên liệu có thể đoán ra được điều đó. Lúc này, lỗ thiên liễu quả thực đã giống như đang đứng trên mai rùa. Cùng với sự chuyển động của lũ quỷ nước, ngôi mộ cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp hệt như một con rùa lớn. Thì ra lũ quỷ nước đang kéo mộ đi, không biết chúng muốn kéo đi đâu. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy một tiếng nổ vang trời, tự như bốn phía xung quanh thủy vực đều đang nổ mình phá núi. Không chỉ có một tiếng, cũng không phải bốn tiếng, mà chúng nối liền không dứt, bao thành một vòng tròn trọn vẹn xung quanh thủy vực những tiếng nổ rất có quy luật phương vị cũng rất tròn trịa cô liền phán đoán chắc hẳn có một khảm diện khổng lồ đang hoạt động nghe thấy tiếng nổ lũ quỷ nước đang kéo mộ phản ứng rất kịch liệt rõ ràng rất hoảng loạn nhưng chúng không chịu dừng lại vẫn tiếp tục dốc toàn lực bơi thẳng đến một hướng đã định ngôi mộ di chuyển càng lúc càng nhanh vì xung quanh liên tục có thêm quỷ nước đổ về xúm xích lao vào kéo cùng ở phía trước đã có những tia sáng loang lộ chiếu từ trên xuống. Nhờ vào luồng sáng mờ mờ ảo ảo, cộng thêm ba giác mẫn tiệp của mình, lỗ thiên liễu đã nhận rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Thì ra, vật mà cô đang dẫm dưới chân là một ngôi mộ di động chìm dưới nước, xung quanh ngôi mộ có vô số sợi xích nặng nề. Lũ quỷ nước đang bám chặt vào các sợi xích để kéo ngôi mộ đi. Lỗ thiên liễu đã từng nhìn thấy mộ trôi ở bên sông Độc Long thuộc vùng Vân Nam nơi đó có một số thị tộc vẫn sử dụng phương pháp thủy tán cổ xưa. Họ dùng gỗ mọc kết thành một cái bè có hình ngôi nhà thấp nhỏ, sau đó đặt xác người chết vào trong, thả trôi theo dòng nước xiết. Nhưng kiểu mộ di động chìm dưới đáy nước như thế này, lỗ thiên liễu chưa từng nhìn thấy, mới chỉ nghe nói qua. Ông Lục đã từng kể với cô rằng, trong phong thủy học, có khi người ta bỏ bạc vàng châu báu vào trong mồ mã của tổ tiên, sau đó nhấn chìm trong nước mong rằng sẽ giúp con cháu đời sau phát đạt thông thường để làm như vậy tổ tiên của họ phải có mệnh tướng thiên long mệnh tướng linh quy mệnh tướng thần lý nhưng thực ra nếu đã có mệnh tướng vượng hào như vậy không nhất định phải nhấn chìm xuống nước chỉ cần tìm một mảnh đất tàn phong tụ khí trung bình trở lên là đã có thể phù hộ cho đời sau phát phúc đặc biệt là người có mệnh tướng thiên long tức là huyết thống chính tông của hoàng gia sử dụng phương pháp an táng nà chỉ có thể là rồng thất thế gặp nạn, hoặc huyết thống hoàng gia lưu lạc trong dân gian, mặt khác cũng kèm theo một mục đích nào đó, nên phải ẩn giấu tung tích không để người khác phát hiện. Nghĩ đến đây, lỗ thiên liễu bỗng đưa tay lần lên dòng chữ mờ rất nông trên đỉnh mộ, tục tăng ứng văn. Một vị hòa thượng, có nghĩa là không có con cháu hậu duệ, vậy cần gì phải dùng long khí của mình để che chở cho đời sau? Vậy cách an táng này có mục đích gì? Muốn lẫn trốn điều gì chăng? Hay là muốn che giấu điều gì? Lũ quỷ nước đã kéo ngôi mộ tới thẳng phía dưới phạm vi chiếu xạ của luồng ánh sáng. Ánh sáng mờ mịt đục ngầu rơi trên đỉnh đầu lỗ thiên liễu, khởi dậy trong lòng cô vô vàng hy vọng. Hai chân cô dậm thật mạnh lên lên đỉnh mộ, cơ thể lao thẳng về phía lỗ hỏng sáng mờ. Lúc này, trong chiếc bong bóng lợn đã không còn bao nhiêu không khí nếu muốn tiếp tục đi theo ngôi mộ để tìm ra lời giải đáp cô buộc phải tiết kiệm tối đa lượng khí ít ỏi còn lại thế là lỗ thiên liệu quyết định nổi lên trên mặt nước để lấy hơi sau đó tiếp tục lặn xuống đi cùng lũ quỷ nước đương nhiên hy vọng lớn nhất của lỗ thiên liệu nhất chính là lũ quỷ nước sẽ đưa cô thoát khỏi nơi đây không phải cô nhẫn tâm bỏ lại mọi người mà quy tắc của nhà họ lỗ là như vậy đó cũng là quy tắc chung của các môn phái khảm tử gia khác bởi vì chỉ khi bản thân thoát khỏi khảm tử bảo toàn được tính mạng trở ra mới có cơ hội đem theo bí mật của khảm tử để cứu sống những người còn lại bản thân còn chưa thoát được lại hành sự theo tình cảm vội đi cứu những người khác thì cuối cùng cái mạng của mình cũng sẽ phải bỏ lại nốt khảm tử gia phải biết dùng lý trí và trí tuệ để tạo ra khảm tử và cũng phải biết dùng lý trí và trí tuệ để thoát khỏi khảm tử hơn nữa Lúc này trong tay Lỗ Thiên Liễu đang có một hộp ngọc vừa lấy được từ trong ngôi mộ. Không biết tại sao, trực giác đã mách bảo với cô, đây là một bảo vật vô cùng quan trọng, khác nào Long Bảo trong cục Tướng Ngự Long, có được bảo bối này trong tay, việc giải cứu những người khác có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lỗ Thiên Liễu đâm vỡ một lớp băng không hề mỏng, ngòi đầu lên khỏi mặt nước. Cô phát hiện mình đã ở trong một cái ao nhỏ thoạt nhìn đã biết nó được dùng để trồng sen và nuôi cá vàng. Nhưng tại sao mặt nước ở đây lại giá lạnh đến thế? Kỳ lạ hơn nữa là mặt nước không hề đóng băng, mà lớp băng chìm mặt nước hơn một thước. Có lẽ người ta dùng một thứ cực hàng khiến cho mặt nước đóng băng, sau đó lại tiếp tục đổ nước lên trên. Những trải nghiệm trong suốt nửa ngày qua đã chứng tỏ với lỗ thiên liễu rằng, trong khu vườn này, sự kỳ quái nào cũng có thể xuất hiện. Vì vậy, sự lạ này cũng không khiến cô tò mò, mà cô cũng chẳng còn thời gian để mất công suy nghĩ. Nhưng khi cô tiếp tục lặn xuống, bơi đuổi theo ngôi mộ lúc này đã di chuyển đến phía trước, bỗng ập đến một luồng nước lạnh giá khác thường, khiến dòng máu nóng trong cơ thể cô xích chút nữa thì đông cứng. Thật quái lạ, tại nơi nào đó dưới làn nước có một thứ tỏa ra hàng khí lạnh lẽo cực độ, thật khó tưởng tượng thứ ẩn nấp trong làn nước lạnh buốt tối đen này là giống yêu ma quỷ quái nào ngôi mộ đã dừng lại, đám quỷ nước đã tán loạn ra tứ phía để né tránh làn nước da buốt, để lại ngôi mộ trơ trọi bập bình trong nước. Trên bề mặt ngôi mộ nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng, tỏa ra một quần sáng trắng lờ nhợt. Giữa khu vực nước lạnh và khu vực nước còn lại có sự phân cách rất rõ nét. Lỗ thiên liễu tay quẩy chân đạp, cố gắng thoát khỏi vùng nước buốt giá. Trải qua một chặng rèn giũa, ba giác dị thường của cô đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều nên cô đã cảm nhận được rằng cái lạnh chỉ phân bố trong một vùng nước xiên chéo. Còn khi nãy, lúc cô vừa nhảy xuống giếng, làn nước lạnh lẽo lại gần sát với mặt nước. Có lẽ do mức độ tập trung của khu vực làm lạnh có khác nhau, nên nơi này lạnh lẽo hơn mặt nước giếng gấp bội. Nếu lỗ thiên liệu muốn tìm ra hy vọng thoát thân từ dưới nước, cô buộc phải dựa vào lũ quỷ nước kéo mộ. Chỉ có chúng mới thành thạo môi trường nước ở nơi này. Thế là cô lại lao mình vào vùng nước lạnh bơi về phía ngôi mộ quả nhiên lạnh hơn nhiều so với lúc mới xuống giếng nhưng do lần này lỗ thiên liễu đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm lý và sinh lý nên vẫn có thể chịu đựng được hơn nữa xúc giác mẫn tiệp đã cho cô biết dường như độ lạnh đang yếu dần đi từng chút một mặc dù tốc độ không đáng kể nhưng nó thật sự đang suy yếu cho dù như vậy nhưng gò má và đôi mắt của lỗ thiên liễu vẫn nhanh chóng chuyển sang màu tím tái trong dòng nước buốt giá động tác của cô ít nhiều cũng trở nên chậm chạp và cứng đờ khi bơi được đến bên ngôi mộ cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn đã đến độ sâu thế này cô không thể phân biệt nổi nơi nào mới là vùng nước không giá lạnh cô cố gắng mở to mí mắt đã có phần tê dại quan sát xung quanh một cách khó khăn tìm kiếm những dấu hiệu có thể phân biệt khác rất nhanh chóng lỗ thiên liễu đã xác định được phương pháp hành động trước tiên cô lặn xuống phía dưới ngôi mộ vừa bơi vừa tuột nút thắt của sợi dây thần trên tay ra, trồng vào đầu một sợi dây xích trên mộ, rút thật chặt. Sau đó, cô bơi về phía một con quỷ nước ở gần mình nhất. Mặc dù lúc này lỗ thiên liễu đã lạnh cống đến mức không còn cảm giác về cái lạnh, nhưng chắc chắn ở chỗ con quỷ nước vừa chạy trốn kia sẽ là vùng nước không lạnh. Bởi vậy, chỉ cần tìm thấy quỷ nước, sẽ có thể thoát khỏi cái vùng nước buốt giá. Thoát khỏi được vùng nước lạnh, cơ thể lỗ thiên liễu đột nhiên trở nên mềm nhũng cô nhẹ nhàng trôi trong nước chỉ bơi một cánh tay đưa cơ thể từ từ di chuyển về phía trước sợi dây xích ở đầu dây thần bên kia thật sự rất nặng nề với sức lực của cô chỉ có thể hơi kéo được nó nhích lên một chút lỗ thiên liễu đành phải sử dụng cách khác cô buông dài sợi dây thần ra rồi đột ngột xoay người bơi xuống phía dưới con quỷ nước bên cạnh con quỷ không có phản ứng có lẽ vì nó không hiểu lỗ thiên liễu định làm gì. Ở dưới nước, tốc độ của lỗ thiên liễu không thật nhanh, nhưng vô cùng linh hoạt, có thể tùy ý thay đổi phương hướng di chuyển một cách chống vánh. Con quỷ nước thấy lỗ thiên liễu bơi qua dưới chân mình, nó đang định ngoảnh đầu xem lỗ thiên liễu muốn bơi đi đâu, thì cô lại đột ngột thay đổi phương hướng, bơi ngược trở lại theo đường dít dắt, thoát cái đã mặt đối mặt với con quỷ nước. Con quỷ nước giật bắn mình, vội vàng bơi lùi trở lại động tác nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhưng vừa bơi, nó lập tức cảm thấy dưới chân nặng nề khác thường. Sợi dây dừng gân trâu buộc vào sợi xích cũng đã được kéo giãn căng. Thì ra trong lúc bơi trở lại lên trên, lỗ thiên liễu đã trồng được nút thắt hai vòng đã kết sẵn trên dây thừng vào cổ chân con quỷ nước. Sức mạnh của một con quỷ nước không đủ để di chuyển ngôi mộ, nên nó lập tức trở nên hoảng loạn, dãy dụa điên cuồng. Lũ quỷ nước còn lại cũng giật mình khiếp sợ, thoát cái đã bơi vọt ra thật xa, nhưng tình huống này chỉ diễn ra trong chớp mắt, cả đám nhanh chóng ập lại, súng xích vây quanh đồng bọn, định kéo nó thoát khỏi sợi dây thừng. Ngôi mộ đã bắt đầu dịch chuyển, sau khi vài con quỷ nước súng vào lôi kéo, nó đã từ từ di chuyển. Dường như điều này đã khiến lũ quỷ nước nhận ra được điều gì, chúng lại càng ra sức kéo mạnh hơn một bóng đen ở bên cạnh nhanh chóng lao xuống phía dưới ngôi mộ tóm lấy một sợi dây xích kéo về phía trước lỗ thiên liễu đã nhận ra nó là một con quỷ nước có lẽ một phần ngôi mộ đã được kéo ra khỏi vùng nước lạnh vì vậy con quỷ nước đã nhanh chóng tiến lên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nó càng lúc càng có nhiều quỷ nước lao đến túm lấy các sợi xích hợp sức kéo đi ngôi mộ lại tiếp tục biến thành một con rùa khổng lồ chuyển động về phía trước ngôi mộ đã di chuyển được một quãng đường khá dài Lỗ Thiên Liệu phát hiện phía dưới không chỉ là một lòng sông, mà có vẻ giống như một đáy hồ, diện tích vô cùng rộng lớn. Cô bèn vương đôi tay, quạt nước thành sóng, sau đó tụ khí ngưng thần. Nhưng xúc giác mẫn tiệp của cô không hề cảm nhận thấy một dao động bất thường nào, chứng tỏ làn sóng vừa lan đi không hề gặp phải chướng ngại. Càng tiến về phía trước, nước càng trở nên vẫn đục, trên mặt nước còn có vô số vật thể đang rơi xuống. Mặc dù dưới đáy nước rất tối tăm, nhưng trong quá trình di chuyển, lỗ thiên liễu vẫn nhìn thấy được một vài thứ. Đó là những cột trụ hình vuông cao lớn, có cái im liềm bất động, có cái đã ngã nghiêng muốn đổ. Hình dạng và kích cỡ không khác nhiều so với những bóng đen hình trụ đã khiến lũ quỷ nước sợ chết khiếp khi nãy. Trước mặt lại có một vài tia sáng chiếu rọi từ trên xuống, trông giống hệt như những ô vuông màu trắng xám. Bên trong ô vuông dường như còn có ánh sáng đỏ lấp lánh cô không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lấy hơi, vì con đường trước mặt không biết còn bao xa nữa. Cô nhô đầu lên qua một ô vuông, lần này cô không đụng phải băng, cũng không gặp nước lạnh, nhưng cảnh tượng phía trên khiến cô giật mình kinh ngạc, vì cô đã nhìn thấy căn lầu chính sảnh và một phòng kiều cháy đen. a, à, thì ra cô đang ở ngay phía dưới giếng trời tứ thủy quy nhất. Trước đó, khi nhìn thấy ông Lục nằm bò trên nền sân đá xanh bộ dạng như người ngoi ngấp trên mặt đầm lầy. Cô cứ nghĩ rằng tình cảnh của ông Lục giống như những gì mà các giác quan đặc biệt của cô đang cảm thấy. Ở dưới mặt đất có một thứ âm tà quái dị đang lôi kéo tấn công ông. Nhưng bây giờ thì cô đã rõ, ông Lục khi đó quả thực đang nằm trên mặt đầm lầy. Chỉ cần cử động hơi mạnh một chút, sẽ lập tức lún xuống, rơi vào dòng nước tối đen lạnh lẽo. Lỗ thiên liễu không chỉ phát hiện ra một điểm này, mà cô còn có cảm giác rằng toàn bộ khu vườn với cách cục ngự long bố cục bàn long không phải được bố trí đối xung với đường nước mà toàn bộ đều được xây dựng trên mặt nước những cây cột vuông to lớn dưới kia chính là trụ đỡ cho toàn bộ công trình nếu quả thật là như vậy thì theo dòng nước phía dưới chắc hẳn có thể bơi ra bên ngoài khu vườn nhưng tại sao lại có những cây cột đổ sụp hoặc ngã nghiêng muốn đổ nếu như đối phương muốn phá hủy khu vườn chắc hẳn cột trụ phải đổ xuống cùng một lúc mới phải nhưng ở đây lại chỗ này một cây chỗ kia hai cây muốn đổ mà không đổ nếu không phải đối phương muốn tự hủy khu vườn thì sức mạnh nào đã khiến những cây cột khổng lồ kia ngã nghiêng siêu vẹo lỗ thiên liệu hít nhanh một hơi thật dài rồi lại tiếp tục lặn xuống nước có lẽ đáp án đang ở ngay phía dưới dòng nước đục ngầu bởi vì lớp đất cát từ phần móng của khu vườn đang lỡ xuống ánh sáng rất mờ nhạt vì lúc này đã sắp xế chiều giếng trời đã khuất dưới bóng râm của nóc nhà và tường bao. Mặc dù là vậy, lỗ thiên liễu vừa quay trở xuống nước vẫn thấy rõ mồm một, một cảnh tượng vừa hiện ra trước mặt. Cô thoát đờ ra vì kinh hãi. Mù xác sống trương phình như một chiếc lu cỡ bự trôi vụt qua đầu mũi lỗ thiên liễu. Vô số cán xác nhện càng trong suốt đang xoay tròn tích mù trong một làn nước ngầm rất mạnh. Ở cách đó không xa, một đám gì đó đen xì đang tụ lại một chỗ uốn éo kịch liệt. Tất cả những điều này mới chỉ khiến lỗ thiên liễu đờ ra vì kinh hãi. Còn những phát hiện của ba giác dị thường đã khiến cô đánh mất tất cả mọi niềm tin, bao gồm cả niềm tin thoát chết và sống sót. Chương 27, Rào khóa rồng Lỗ thịnh nghĩa không lập tức bò lên bờ, mà nắp bên dưới hầm gỗ, bơi ra giữa ao, ông muốn tìm một nơi an toàn hơn để trở lên. Mặc dù đã bắn trúng ả đàn bà mang mặt nạ ly miêu, nhưng bọn cao thủ ở đây tựa như con trùng trăm chân, chết còn ngoan cố, chưa biết chừng chỉ một cú dãy dụa trước khi chết cũng đủ để ông mất mạng như chơi. Với kinh nghiệm mấy chục năm quen biết gia tộc này, Lỗ Thịnh Nghĩa thừa biết đối phương là những kẻ xạo trá gian manh tột bậc, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn. Ông vốn định đi lên từ bờ bên kia, vì tính đến lúc này, ở dưới nước vẫn là an toàn hơn cả. Nhưng khi ông bắt đầu bơi vào bờ, Đột nhiên phát hiện một sự quái lạ. Ông đã sờ thấy mộ lớp băng ở dưới nước chừng hai thước. Rảnh nước xanh đen mà ông bơi nãy giờ là chỗ trào ra sau khi băng nước. Nếu không có rảnh nước này, lúc nãy lỗ ân muốn lặn xuống nước, đã phải phá vỡ lớp băng. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Cách thiết kế này có tác dụng gì? Không biết. Bởi vì không biết, nên lỗ thịnh nghĩa cảm thấy sợ. Ông quyết định từ bỏ kế hoạch ban đầu bơi vòng sang mé bên kia của thềm đá. Mé bên kia của thềm đá cũng có băng, nhưng toàn là băng vụn, vì cơn chấn động vừa khiến thềm đá vỡ đôi, căn lầu sụp xuống cũng đã làm mặt băng vỡ nát. Lỗ thịnh nghĩa đã trúng một trưởng của á đàn bà khi nãy, nội thương không nhẹ. Lúc này ông cảm thấy khó thở, đờm nghẹt trong cổ, toàn bộ bả vai không thể vận lực, chỉ có thể vịnh một tay vào hầm gỗ, một bàn tay bám lấy lan can, từ từ di chuyển lên bờ. Trong quá trình di chuyển, bàn tay của ông lướt qua đầu dây thừng mà lỗ ân vừa buộc. Sau khi cơ thể ông đi qua hẳn, nút thắt bỗng lặng lẽ tuột ra. Vừa đặt chân lên bờ, lỗ thịnh nghĩa lại phun ra một bún máu tím đen, mắt ré hoa cà hoa cải, hai chân mềm nhũng, suýt chút nữa thì lăn ra ngất xỉu. Nhưng ông đã liên tục tự nhắc nhở mình, lúc này quyết không được ngã xuống, việc cần làm vẫn chưa hoàn thành, còn chưa biết Liễu Nhi và những người khác hiện ra sao đôi chân mềm nhũn khiến bước đi của ông trở nên siêu vẹo. Thế là ông quyết định quăng bỏ hòm gỗ, loạn choạng tiến về phía trước mấy bước, đưa tay bám vào bức tường ố vàng trước mặt. Nhưng lỗ thịnh nghĩa vẫn ngã xuống, không phải ông đứng không vững, mà ông đã bám hụt. Bức tường trước mặt đột nhiên rầm một tiếng sụp đổ tan tành, lỗ thịnh nghĩa ngã sòng xoài trên đống gạch đổ nát. Ông cố gắng bám vào những viên gạch vỡ gượng dậy, thầm hỏi không biết có phải mình đang nằm mơ hay không hay là đã hôn mê toàn bộ khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn biến dạng từ vị trí của lỗ thịnh nghĩa tất cả những bức tường mà ông có thể nhìn thấy đều đã biến mất tất cả những cảnh tượng vốn bị bức tường che khuất đã hiện ra ngay trước tầm mắt ông là một thư hiên hai bên tiếp nối với hai hành lang dài đối xứng xa xa phía sau nó là một hòn giả sơn không cao lắm trên đỉnh hòn giả sơn có một ngôi đình hợp ngói lưu ly hai bên trồng hai cây bách cổ thụ kiểu cách bố trí đó là một cục tướng chí cao vô cùng hiếm gặp. Ngôi đình là tráng rồng, hai cây bách cổ thụ là sừng rồng, hai hành lang dài là râu rồng. Nhìn từ mặt vị trí, mũi rồng có lẽ ở khoảng trước sau thư hiên. Quả thật là hiếm có, nếu không biết trước thân thế của đối phương, cho dù thế nào cũng không dám nghĩ đến kiểu cục tướng này. Mặc dù trước đây ông đã từng nhìn thấy cục tướng tương tự qua tranh vẽ, nhưng hôm nay đích thân xa vào cục tướng thật sự ông vẫn cảm thấy chấn động vô cùng. Trên hành lang bên trái có một người đang loạn choạng bước đi, bộ dạng rất giống ông Lục, có điều trên lưng và chân cẳng có thêm một số máu dài nhô ra. Búi tóc trên đỉnh đầu đã trở thành một khối máu bầy nhầy, toàn thân trên dưới đầy vết lửa đốt khói sông. Trong ông ta chẳng khác gì một hồn ma vừa hiện về cõi chết. Chớp mắt, bóng ma đã biến mất trong hành lang dài. Lỗ thịnh nghĩa lại càng không tin rằng mình đang hôn mê, mắt nhìn đã thành ảo giác cảm giác cũng mơ hồ. Ông cảm thấy mình nên chợp mắt một lát để đầu óc tỉnh táo trở lại, sau đó tiếp tục phân tích những sự việc đang diễn ra. Ông ngã ngửa lên đống đổ nát, nhắm nghiền hai mắt lại. Mi mắt vừa sập xuống, phía sau khung cửa sổ trên căn gác nhỏ lại xuất hiện một khuôn mặt đàn bà mang mặt nạ ly miu màu bạc. Khuôn mặt vừa hiện ra, một khối nâu đen lập tức phóng thẳng về phía lỗ thịnh nghĩa. Lỗ thịnh nghĩa vẫn nằm bất động, Đến khi khối đen dán thẳng lên mặt xương ống đồng, ông mới giật khẽ lên vài cái. Ngay sau đó, một cái bóng màu bạc lao vụt ra từ cửa sổ căn gác. Đó là một cái bóng vô cùng lộng lẫy, rực rỡ đến chói mắt, tựa như một tia chớp lóe sáng giữa trời, xẹt thẳng về phía lỗ thịnh nghĩa. Lỗ thịnh nghĩa vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay phải của ông cũng lóe lên ánh chớp, rất nhiều tia chớp lỗ thịnh nghĩa biết ở đây còn có một người đàn bà mang mặt nạ ly miêu trắng bạc sau khi thoát khỏi tạc quỷ hào đứng trên con đường nhỏ rợp bóng hoa che ông đã nhìn thấy ả à đứng trên thềm đá mặc dù khi đó hầu hết sự chú ý của ông đã tập trung vào nỗi kinh tởm đến từ con quỷ nước nấu mình trong chậu lá sen nhưng hình dạng của ả à đàn bà kia ông vẫn chưa quên khi quỷ nước lao xuống ao ả à đàn bà cũng lập tức biến mất Lúc này Lỗ Thịnh Nghĩa đã kiểm tra khắp một lượt, nhưng không hề tìm thấy chỗ nào có thể ẩn nấp. Điều này càng khiến ông khẳng định rằng ả đàn bà đang nấp ở trong căn lầu nhỏ. Khi khảm tử gia truy tìm chỗ ẩn nấp của đối phương, nếu như không tìm ra, thường sẽ xác định một chính điểm tại nơi có khả năng lớn nhất. Ở đây, chính điểm ngoài căn lầu nhỏ hoàn toàn không còn điểm thứ hai. Ngoài ra, còn có thêm một nguyên nhân khác, gác quan minh ám hợp nhật nguyệt, màu đỏ là nhật Màu bạc là nguyệt Người đàn bà mang mặt nạ ly miu màu đỏ đã xuất hiện Vậy chắc chắn người đàn bà mang mặt nạ màu bạc vẫn còn ở đây Giang hồ là một trường học lớn Những gì học được từ đây đều rất khó tưởng tượng Hơn nữa, phạm vi học hỏi cũng vô cùng rộng lớn Từ những thứ tối cao như nghĩa khí giang hồ Cho đến thứ ti tiện hạ lưu Không gì không có Những gì lỗ thịnh nghĩa học được từ giang hồ không hề nhiều vì sau khi tiếp nhận sứ mệnh tổ truyền của lỗ gia, đã không còn thích hợp để kết giao với quá nhiều bằng hữu trong giang hồ. Thủ đoạn mà lỗ thịnh nghĩa vừa sử dụng vẫn chưa được coi là mánh khóe giang hồ, chỉ là dở ngón thông minh vặt để diễn kịch che mắt mà thôi, những trò này đến trẻ con cũng biết. Nhưng ông khác trẻ con ở chỗ, khi khối gỗ thiết nghị nâu đen vuông thành sắc cạnh được ném ra từ tay một cao thủ có hạn, đập thẳng vào ống đồng, lỗ thịnh nghĩa vẫn không rên lấy nửa tiếng chỉ giật khẽ mấy cái rất vừa phải. Đây mới chính là mấu chốt khiến mưu mẹo của ông được thành công. Thế nhưng ả đàn bà mang mặt nạ ly miêu màu bạc đã phòng bị từ trước. Hơn nữa, chiếc bào thập hình toái thân mà lỗ thịnh nghĩa luôn cầm khư khư trên tay cũng rất dễ gây chú ý. Đòn tập kích nhằm vào ả đàn bà mang mặt nạ đỏ khi nãy, nếu không phải ông đang nấu mình dưới nước, lại thêm lỗ thiên liễu đột ngột trồi lên khiến ả phân tâm, thì lỗ thịnh nghĩa cũng khó mà thành công. Lỗ Thịnh Nghĩa đột ngột bắn vụt đi cả chín lưỡi bào còn lại, nhưng ả đàn bà lần lượt né được cả chín tia chớp đủ mọi hình thù. Cả chín tia chớp đều không thể cản trở tốc độ lao đến của ả đàn bà, cũng không thể thay đổi phương hướng tấn công của ả. Điều này đã đem lại cho ả đàn bà một niềm vui bất ngờ. Vũ khí tấn công của nhà họ Lỗ té ra không hề ghê gớm như ả tưởng tượng, nhưng tất cả vẫn đều nằm trong dự liệu của Lỗ Thịnh Nghĩa, trước khi phóng lưỡi bào đi, Ông đã hơi thay đổi góc độ của lưỡi bào, khiến lực phóng trở nên suy yếu. Ông cũng hơi xoay chệch phương hướng của thân bào, nhờ đó, những lưỡi bào phóng ra mới có thể được né tránh dễ dàng và thế tấn công của ả đàn bà cũng không bị chặn lại. Đã đến lúc ra tay rồi, hoặc phòng thủ hoặc tấn công, trừ phi bản thân Lỗ Thịnh Nghĩa muốn chết. Hiện giờ Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn chưa muốn chết, nên ông đã dứt khoát ra tay. Tay xuất chiêu là tay trái là cánh tay đang nắm lấy quai hầm gỗ. Bàn tay trái hơi nâng cao tay nắm lên một chút, ngón cái ấn xuống cơ quan, một chùm tia trắng bạc vụt ra, cũng sáng lóa hệt như thân hình của ả đàn bà. Ả đàn bà đã không kịp né tránh. Mặc dù hướng bay của các tia bạc không thực chuẩn xác, thậm chí có phần tán loạn, nhưng chúng lại rất nhiều và dày đặc. Ả chỉ kịp đưa ống tay áo lên che mặt, trong khi cơ thể vẫn tiếp tục lao xuống. Những tia bạc xuyên qua quần áo đâm vào da thịt, mặc dù không quá đau đớn, nhưng đủ khiến người ta khiếp đảm. Trong giang hồ, những thứ vũ khí nhỏ bé thế này nếu muốn gây tổn thương cho người khác chắc chắn phải được tẩm độc. Những tia bạc này có thể ngoại lệ được ư? Bàn chân của á đàng bà vốn dĩ nhắm thẳng vào bụng dưới của lỗ Thịnh Nghĩa. Lỗ Thịnh Nghĩa không phải người luyện võ thực sự, nên ông chỉ biết tự bảo vệ theo bản năng, co vội hai chân lên, cố gắng che chắn cho phần bụng chân của ả đàn bà đã đánh thẳng vào đầu gối của lỗ thịnh nghĩa một tiếng vỡ giòn tan cả lỗ thịnh nghĩa và ả đàn bà đều nghe rất rõ ả đàn bà đã biết mình đạp trúng không phải là bụng dưới không cần phải nhìn chỉ cần thông qua độ cao của cơ thể và độ cứng dưới bàn chân là ả đã biết từ âm thanh phát ra sau khi đạp trúng ả cũng đã biết thế là ả lập tức lợi dụng phản lực từ đầu gối của ông bật ngược trở lại ả đàn bà đã bỏ chạy rất gấp gáp, không phải do những tia sáng bạc đã gây ra thương tổn nặng nề cho ả, mà là vì ả sợ chúng sẽ tiếp tục gây ra thương tổn nặng hơn. Ả muốn tìm người xem giúp những chiếc kim có độc hay không. Nếu có, cần phải nhanh chóng giải độc. Chúng không có độc, chúng chỉ là những chiếc kim ghim bình thường. Khi chạm khắc, thợ mộc sẽ dùng chúng để ghim cố định hình vẽ mẫu lên trên bề mặt gỗ, dựa vào đó để khắc ra phát họa sơ bộ. Những người thợ chân chính trung hậu của bang môn bon cho dù thiết kế cơ quan ám khí lợi hại đến đâu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tẩm độc. Ả à đàn bà mang mặt nạ ly miêu màu bạc không biết đến điều đó, vì vậy, Ả à hết sức vội vã chạy sang bờ ao đối diện, tìm người giúp đỡ. Phía dưới mặt ao có một lớp băng, Ả à đàn bà chắc chắn đã biết điều này nên mới trực tiếp băng ngang qua giữa mặt ao. Ả à điểm mũi chân lên viền đá của bờ ao, rồi tung mình nhảy đến giữa ao không chút do dự chân của ả đã đạp xuống nước mượn lực từ lớp băng để tiếp tục tung người nhảy về phía trước nhưng chân vừa đạp xuống cảm giác không giống mọi lần dường như mặt băng vừa đạp xuống đã nứt vỡ ả đàn bà vẫn có thể tung người đi rất xa nhưng vẫn chưa thể đến được bờ bên kia ả vẫn phải điểm chân xuống nước mượn lực thêm một nhịp nữa nhưng ở lần điểm chân thứ hai ả phát hiện hoàn toàn không ổn ở dưới mặt nước không hề có lớp băng để điểm chân chỉ có một thân người nửa chìm nửa nổi trong nước hình như là một xác chết đang nổi lên phềnh một xác chết với hai con mắt mở trừng trừng nằm thẳng đơ ngay bên dưới mặt nước ả à đàn bà không kịp nghĩ ra biện pháp nào khác lại càng không kịp thay đổi động tác đành phải điểm chân lên cái xác chết trôi mượn lực để lên bờ khi ả à đàn bà bật lên ả à cảm giác lượng bọt nước bị kéo theo bước chân có vẻ nhiều hơn một chút khiến cho nửa thân dưới ướt rượt nước ao có chỗ nóng có chỗ lạnh không biết tại sao lại có hiện tượng kỳ quặc như vậy vẫn còn một chuyện bất thường khác lần này bước chân của ả đã vươn dài hơn về phía bờ đối diện nhưng khoảng cách bật đi được lại ngắn hơn vừa kịp mới được đến bờ bàn chân đã rơi thẳng xuống dẫm vào khoảng không ngay phía trước kè đá để không bị rơi xuống nước ả đành phải chuối nửa thân trên về phía trước khiến nửa thân trên ngã chồm lên bờ biến cố đột ngột trong lúc hành động khiến ả đàn bà hét toán lên, tiếng hét kéo dài lanh lảnh, tựa như tiếng ngân nga của khúc hát thuyền chài. Nhưng tiếng cơ thể ba đập nặng nề và tiếng nước bắn tung tóe đã thẳng tay cắt đứt tiếng ngân êm tai đó. Người chết, xác trôi, tất cả chỉ là những suy đoán tức khắc của ả đàn bà. Đến khi ả dẫm lên cái xác, vẫn chưa kịp mượn lực bật lên, con mắt của xác chết bỗng chớp một cái, bên mép cũng sùi ra hai bọt khí cái xác chết trôi đã cử động cánh tay phải đã vung lên lượng bọt nước bị kéo theo bàn chân nhỏ bé của ả đàn bà không hề nhiều chỉ làm ướt cẳng chân nhưng từ mặt ao bỗng vọt lên một làn nước có hình lưỡi đao phun ướt đẫm cả nửa thân dưới của ả làn nước hình lưỡi đao lướt qua giữa hai chân của ả đàn bà chém ngang hạ bộ máu tươi phun ra khiến ả cảm thấy ấm ấm dưới chân ả cũng cảm thấy bước chân của mình vươn ra dài hơn nhưng bàn chân bỗng trở nên mềm nhũng khiến ả đổ ập xuống kè đá bên bờ ao mặc cho máu tươi xối xả tuôn ra từ phía dưới cơ thể nhuộm đỏ bầm cả một vùng nước xanh đen xác chết dưới mặt nước lúc nãy mới ngoi lên chính là lỗ ân lúc này ông ta trông cũng không khác gì ma quỷ hoàng hồn mặt mũi trắng bệt cơ thể cứng đơ nước ròng ròng nhỏ xuống từ râu và tóc lỗ ân ném một ánh mắt hằng học về phía lỗ thịnh nghĩa đang sóng xoài trên đống gạch vụn rồi há to miệng hớp lấy một hơi thật sâu tiếp tục lẳng lặng chìm vào trong nước lỗ thịnh nghĩa chỉ loáng thoáng nhìn thấy lỗ ân nhưng đã thấy rất rõ ánh mắt của ông ta trong đôi mắt đó ẩn chứa những gì ông cũng nhận ra được đôi phần nhưng ông không để tâm cũng không có thời gian để ý đến vì ông đã đột nhiên phát hiện ra đống đổ nát bên dưới bàn tọa của mình được gọi là gì rào khóa rồng bức tường đổ nát này xét trong bố cục của cả khu vườn chính là hàng rào khóa rồng tức là một bức tường phong thủy có khả năng giữ thủy khí phòng rối loạn. Nhìn từ phương diện này, nó không phải khảm diện, mà đơn thuần chỉ là một cục tướng. Nhưng trong thâm tâm Lỗ Thịnh Nghĩa lại cảm giác đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là một bức tường phong thủy, chắc chắn nó còn có tác dụng gì khác. Nhưng ngoài tác dụng phong thủy, nó còn được dùng để khóa chặn thứ gì. Lỗ Thịnh Nghĩa tiếp tục quan sát kỹ lưỡng bố cục phía xa. Cây bách sừng rồng, cái đình tráng rồng hành lang râu rồng căn phòng mũi rồng chắc hẳn còn phải có hai cái đầm mắt rồng nhưng đã bị phòng ốc tường rào che khuất từ vị trí này không thể nhìn ra ông đã từng nghiên cứu rất kỹ về bố cục này với hy vọng vào lúc hai nhà đối đầu nhau nó sẽ phát huy được tác dụng ông cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa về đặc điểm kiến trúc của những cấu trúc này nên chỉ cần nhìn từ xa căn cứ vào ngoại hình ông đã có thể nhận ra đó là bố cục phong thủy hay cơ quan khảm diện Lỗ Thịnh Nghĩa lại một lần nữa khẳng định phán đoán của mình là đúng, rào khóa rồng là một khảm diện dùng để ngăn cản. Bởi vì những sừng rồng, râu rồng kia cũng đều là những khảm diện ám sát. Ông bèn bới gạt đám gạch vụn để xem xét kỹ phần tường còn sót lại. Ở giữa những viên gạch xếp chồng so le có một rảnh trượt, nhưng trong đống gạch đổ nát phía trên không hề có dấu vết của một loại bố trí nào. Đây là một rào khóa rồng đảo ngược, khảm diện được thiết kế hướng xuống dưới thứ mà nó muốn khóa chặt đang ngầm ẩn dưới lòng đất. Nhưng khi ông khẳng định phán đoán của mình, thì trong lòng lại dấy lên muôn mối nghi ngờ. Bản thân đối phương là huyết thống hoàng gia, bố cục của khu vườn lại là long tướng, tại sao lại sử dụng một bố cục không hợp tình lý như thế? Không hiểu ở dưới lòng đất kia có thứ gì cần phải ngăn cản. Ông còn chưa kịp suy nghĩ được bao nhiêu, bỗng từ mặt nước phía sau vang lên tiếng sóng trào. Lỗ thịnh nghĩa vội ngoảnh đầu nhìn, Thấy trên mặt ao lại có một người ngoi lên, cũng hệt như lỗ ân, sắc mặt và bộ dạng chẳng khác gì xác chết hoàng hồn. Lỗ Thịnh Nghĩa định thần nhìn kỹ, rồi kinh ngạc kêu lớn, tại sao ngươi cũng ở dưới đó? Người vừa ngoi lên khỏi mặt nước, từ lúc bước chân vào khu vườn này, Lỗ Thịnh Nghĩa đã không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Giờ đây anh ta lại thình lình từ dưới nước nhô lên, hỏi sao không khiến Lỗ Thịnh Nghĩa kinh ngạc, người đó chính là Quan Ngũ Lan sau khi quan ngũ lan đưa một chiếc bong bóng lợn chứa đầy không khí cho lỗ thiên liễu lập tức vùng đau lao về phía lũ khỉ nước nếu như ở trên bờ thì lũ khỉ nước hay quỷ nước kia hoàn toàn không phải đối thủ của ngũ lan nhưng giờ đây lại là ở dưới nước sức mạnh của lũ quái vật này sau khi xuống nước mới được phát huy trở nên lợi hại gấp mười mấy lần so với trên bờ ngũ lan lại hoàn toàn ngược lại chỉ riêng sức cản của nước đã khiến tốc độ ra chiêu của anh ta trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Hơn nữa, cơ thể ngũ lan cũng không thể xoay tròn trong môi trường nước, nên không thể tích lũy lực đạo để tấn công. Lần này, ngũ lan sức mạnh như thần đã gặp phải đối thủ khỏe hơn mình gấp bội, hơn nữa lại là cả một bầy. Lưỡi đao còn cách mục tiêu một khoảng cách rất xa, hai cánh tay chi chít bẫy đã từ bên cạnh thọc vào, chụp cứng lấy sóng đao, chỉ một chụp đã khiến nhát chém dừng ngay lại một ngũ lang không sợ trời không sợ đất lúc này đã thấy thoát tim thứ mà anh ta thấy tự tin nhất ở bản thân là sức mạnh trời cho giờ đây lại chẳng thấm tháp gì so với đối thủ ngũ lang chỉ biết giữ thật chặt chua đau trong tất cả các loại sức mạnh của anh ta chỉ còn sức nắm là vẫn chưa bị yếu đi khi ở dưới nước thế là cả cây đau và ngũ lang đều bị kéo tuột đi ngũ lang vốn dĩ đã định buông tay để bỏ đau thoát thân nhưng chợt phát hiện đã không kịp nữa Phía sau lưng anh xúm xích cả một bầy quỷ nước, vô số cánh tay mang vẫy đã túm lấy các bộ phận trên cơ thể anh, như sẵn sàng xé nát anh thành trăm mảnh. Lũ quỷ nước kéo theo ngũ lan bơi chết xuống dưới, xem ra ý đồ của chúng là muốn dìm ngũ lan xuống bùn lầy. Trên mặt nước thấp thoáng xuất hiện một dải sáng khá rộng. Nhờ ánh sáng rọi xuống từ dải sáng này, ngũ lan đã nhìn thấy ở bên dưới có một vật gì trong suốt, tỏa ra những tia sáng trắng mờ ảo long lanh vô cùng đẹp mắt. Nhưng khi còn cách thứ đó một quãng xa, Ngũ Lan đã cảm nhận thấy luồng hàng khí lạnh thấu xương tủy, giống hệt như khi nãy mới nhảy xuống giếng. Những cánh tay đang nắm lấy cơ thể Ngũ Lan đột nhiên nhất tề vận lực, động tác rất đồng đều, cùng ném mạnh Ngũ Lan về phía vật thể phát sáng. Trước và sau khi bị ném đi, Ngũ Lan thậm chí không còn chút cơ hội để giải dụa, cơ thể anh lao thẳng về phía vật thể đó. Khoảng cách còn rất xa, nhưng toàn bộ các khớp xương của ngũ lan đã cứng đờ, không thể co duỗi. Thanh đao trong tay cũng bị bao bọc trong một làn băng mỏng, bàn tay và đao dính chặt vào nhau. Cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống dưới, nhưng ngũ lan không có cách nào dừng lại. Dù đần độn đến đâu anh ta cũng biết rằng, mình đã sắp chết cống đến nơi. Cơ thể ngũ lan càng tiến gần tới vật thể phát sáng kia, thì bọn quỷ nước lại càng trở nên hoạt bát phạm vi bơi lội cũng càng lúc càng mở rộng cả về trên dưới trái phải xem ra chúng muốn lợi dụng cơ thể ngũ lan để ngăn chặn một thứ gì sau đó chúng có thể hoạt động thoải mái vào khoảnh khắc ngũ lan cảm thấy hơi thở của mình cũng đã sắp đóng băng bỗng một bóng đen lao vụt tới đưa chân đạp thật mạnh vào cơ thể anh sau đó mượn lực từ cú đạp để bơi ngược trở lại còn ngũ lan nhờ vào xung lực của cú đạp mà trôi sang bên cạnh anh lập tức cảm nhận được sự ấm áp Thực ra làng nước mùa đông làm sao có thể ấm áp được, chẳng qua là anh ta vừa thoát thân khỏi nơi giá buốt dị thường, nên mới cảm thấy nơi này thật dễ chịu. Luồng hang khí tỏa ra từ vật thể màu trắng có hình rẻ quạt hẹp, khi cơ thể ngũ lan tiến đến gần, phạm vi của luồng khí lạnh cũng thu hẹp lại, do đó, phạm vi hoạt động của lũ quỷ nước cũng được mở rộng hơn. Nhưng giờ đây, ngũ lan đột ngột thay đổi phương hướng, khiến hàng khí lại phục hồi như cũ. Trước biến cố bất ngờ, lũ quỷ nước trở nên luống cuốn, chỉ biết lập tức quay đầu tháo chạy tán loạn. May mà ngũ lan thể lực tốt nên hồi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Anh định thần nhìn kỹ bóng đen thấp thoáng trong làng nước, cảm thấy có nhiều nét giống sư phụ, nhưng không dám chắc vì anh chưa nhìn thấy bộ dạng của sư phụ trong nước bao giờ.